Cái điểm chỉ trích này á là để so đũa, là máy Cummins này là phải chỉnh so đũa, máy Nhật cũng chỉnh so đũa, máy Trung Quốc cũng chỉnh so đũa. Ở đây là cuối kỳ nén và đầu kỳ nổ là để chỉnh cam cò. Ở bên góc bên đây là để chỉnh tăng của heo, nhưng mà khi có tăng nó bơi về bên đây mới đúng, nhưng mà cái con heo này nó sẽ đã bị lệch tăng rồi, là gọi là bị chặt tăng. Chặt tăng là theo mình gọi đúng theo nhà sản xuất luôn là tăng nổ, gốc nổ sớm, gốc nổ trễ đó, gọi là tăng nổ. Đây thì bây giờ là kỹ sư người ta cho phép cái máy Cummins này nổ 10 độ, nhưng mà khi bây giờ á là nó chặt nửa dấu rồi, nó còn lại có 5 độ rồi. Đây ba gạch đây, cho đúng. Nên là nó bị chặt tăng. Nếu mà đúng thì cái hiện tại cái dấu giữa là nó nằm dấu trên hay là dấu dưới nó mới đúng? Nếu mà gốc nổ thì nó phải nằm dấu này. Nhưng mà nó chết máy là chết chỗ này, dầu nó đâu qua được cái bét này, nó hầu vậy đây. Vừa cái lò xo nè, vô lửa nè, nó bị díu nè, đâu có chạy được. Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay tiếp tục với cái chủ đề là lọc máy cổ sửa động cơ trên xe tải ha. Và chiếc xe hôm nay là một chiếc Dongfeng 10 tấn, đời thì 2016. Cách đây mấy hôm thì các bạn đã xem một cái chiếc xe tải Dongfeng cũng 10 tấn nhưng mà cabin màu vàng á, là của một cái chú mà chú nói là trong gara có bạn. Thì sau khi mà lọc chỉnh xong á thì chú cảm thấy chạy rất là đạt và tiết kiệm rất là nhiều dầu. Thì cho nên là chú mới giới thiệu tiếp thêm một chiếc nữa là chung đòn với ông chú hai hôm bữa lại đây để cho lọc chỉnh sửa ha. Để mình lại đây mình hỏi vài câu anh chủ xe xem là hiện tại là chiếc xe đang bị tình trạng gì mà kêu lọc các bạn. Ê, chưa kịp hỏi phỏng vấn anh chủ xe thì cảm thấy là thương lọc lắm các bạn. Vì trời hiện tại khá là nắng ha, cho nên là lấy một cái dù ở trong quán cà phê ra để dựng lên cho lọc mát ha. Và đây là một cái động cơ Cummins giống như hôm bữa các bạn. Xe thì cùng đời, cùng năm với lại chiếc kia luôn. Tình trạng xe của mình hiện tại là nó như thế nào anh ha? Chạy nó bị khói rồi. Bị khói, khói, hả? Khói đen hay là khói trắng anh? Khói đen. Dạ, rồi nó ngoài ra nó còn cái vấn đề gì nữa không? Không. Dạ, vậy là chỉ có nhiều thôi ha. Bị khói. Chạy, cắn dốc rồi khói. Dạ. Máy móc của mình thì vẫn zin luôn hay là từ ngày mua thì mình có sửa có chữa gì cho anh? Dạ. Chưa. Dạ, chỉ là chưa. Bị mà kiểu như dốc mà mình có tải rồi mà mình sự một cái là nó coi ra khói liền ha. Dạ. Dốc ra là khói gì đó. Tiếng dạ. Chớn. Ví dụ như mà xe không có tải thì nó có khó mà. Nó nãy cũng khó đó. Dạ, thôi bây giờ anh đề máy lên đi để cho em coi cho nó chi tiết hơn. Coi. À, cái máy này hình như là đề nó cũng hơi chậm nổ các bạn, nó hơi nhẹ một cái. Đi nhẹ một cái nó chậm. Tình trạng hiện tại và cũng như các cái động cơ máy dầu mà theo như mình biết hầu như là cái nào mà khi mình nạp ga gấp đó, nó cũng có khói nên chứ không phải là không các bạn, nhưng mà cái này thì nó sẽ nó hơi hơi nhiều hơn với bình thường. Giờ là lọc lên ga nè để biết chính xác hơn. Dữ vậy đâu. À,
tải này không có thua gì chiếc 9 chỗ hôm bữa luôn các bạn. Trời nhiều khói ha. Lộc thì đang bên phần heo kiểm tra. Đây mọi người giờ xem cái tình trạng khói lúc ban đầu ha. Cái chiếc này hôm nay đúng vậy sao anh Lộc? Đáy bét. Đáy bét hả? Đáy bét dưới máy không có dầu. Tại này nó xài heo này xài nó bị say heo rồi. Tại vì này xài không lâu quá chiếc con. Ừ. Khi mà chạy tới nhiệt độ mà nó nóng quá trời á, cái cho nó dùng con nữa. Cái là nó bị dục, nó xây qua chịch một chút. Này bắt tăng lại xong rồi cân vàng bét rồi lại là xong. Im ha. Dạ. Cũng đơn giản ha. Cái khả năng bị đáy bét. Đấy. Thì vừa rồi các bạn và mọi người cũng đã xem được cái tình trạng khói ban đầu trước khi lọc chỉnh ha. Thì cái máy này nói về những cái động cơ dầu á, là tình trạng bét với lại là heo á, thì tương đối là gặp nhiều. Bét thì có nghĩ là mình nghĩ rằng là nhiều khi xe đi đường xa các bạn, rồi mình bơm dầu á, nhiều khi mình nói thì nhiều chỗ cũng có dầu hoặc là bình dầu này vô nước này kia chạy một thời gian thì nó sẽ có hiện tượng là dính bét hoặc là đái. Theo như quan sát của mình thì chục bô này là mới hơn cái máy. Là anh chủ xe anh thay cái bô khác vô hơn. Cái xe đời 2006 thì cái này không thể nào mà còn trắng như vậy, cho dù kỹ cỡ nào các bạn. Giờ Lộc sẽ tiến hành kiểm tra. Đây anh chủ xe đang hỗ trợ Lộc tháo cái phần bô gió ra để cho Lộc đề máy lên để bùm e các bạn. Thì Lộc thì luôn luôn lúc nào cũng sợ nhất là cái vấn đề vượt tốc ha. Đôi khi thì các bạn xem nói là tối ngày cứ sợ giật tóc, chẳng thà sợ trước đi chứ đừng có để mà nó vượt rồi lúc đó là không có cách nào mà trị được các bạn. Thì cái bô e nó nằm rất là phức tạp. Vượt tóc thì chắc mình nghĩ rằng có một số bạn hôm bữa kia mình giải thích thì nó tức là cho dù mà cái máy đã bị vượt tóc á, các bạn mà xả hết mấy cái coi dầu này nè, xả ra hoàn toàn luôn nó vẫn chạy nha. Nó sẽ rút nhớt từ ở dưới mấy cái chân xúc bắp này kia á, lại vì cái máy nó quá nóng mà nó sẽ rút lên nó chạy hoàn toàn luôn. Một là khô nhớt nó sẽ tự đứng, hai là chưa kịp khô nhớt thì nó sẽ nổ tung các bạn. Và cái câu mà Lộc mấy cổ hay dùng là nổ banh xác. Đây Lộc đang banh xác chết người, mà nghe mấy cái từ đó thì nó hơi tế nhị quá. Ủa tháo bồi luôn hả Lộc? Tháo, mình làm phải kiểm tra chắc cú rồi. Để Lộc kiểm tra từ máy cho nó chắc cú các bạn. 6 cái co dầu thì ba cái co ở phía đằng sau 4, 5, 6 thì nó rất là sạch đó. Nhưng mà từ vị trí số 3 tới số 1 nó rất là dơ. Dơ kinh khủng luôn. Cái máy mà nó tới cái ngưỡng mà trượt tốc rồi là nó chạy hết ra là không có cắt dầu, không có cái gì mà tắt được. Chục bô của mình lúc trước nó bị cái gì mà mình thay cái chục bô khác gì anh chủ xe? Chục bô đó nó cái mã lực nó yếu quá nhỏ. À cái này là mình độ lên ha. Độ mã lực cho nó bự lên. À đây là anh này là anh chủ xe anh độ chục bô lớn hơn chứ không phải là chục bô hư như các bạn. Thì mình thấy cái chục bô nó khá là mới. Bây giờ
anh chủ xe với lại Lộc đang tháo cái phần bô, các bạn sẽ đề máy lại trực tiếp cho Lộc coi cái tình trạng của cái đầu bô này. Nhiều khi thì có các bạn xem sẽ nói là lọc nẹt máy như vậy là cảm thấy tổn có máy, nhưng mà rõ ràng là tới cái mức ra cuối nó mới bị các bạn, chứ nếu mà nẹt mà dạng nẹt mà không có tới thì sẽ không có cái hiện tượng cực cực khói đó ha. Hình như là máy số 6 thì phải. Số 3 này nó cũng vậy các bạn, khi mà lọc trả ra thiết cho loại mất tầm 10 giây nó mới chạy lại nha. Nhưng mấy số 2 thì lọc vừa thiết là tiếng khác này đó.
hiện tại là chết máy 3 chứ máy 5 rồi trễ tăng vật khối trắng. Máy này chạy không đóng khói bô mới lạ, nó đâu có chín dầu đâu, càng ngày càng đóng thêm không ra khói đen. Vậy là bị hai máy, máy 3 với máy 5 hả? Đúng rồi. Hiện tại thì Lộc đang tiến hành tháo cái mấy cái bét ra ha. Mấy con ốc mà chỗ con dầu chả nó hơi nhỏ như đây là trong kẹt, tháo hơi lâu các bạn. Thì dọc này ý lộn lộn nói lại, Lộc thì vẫn sử dụng cái đồng hồ căn bét bình thường của Lộc ha. Đây là cái thông số của cái động cơ Cummins này các bạn. Máy này thì 5.9. Nội mà nặng không là cái đầu này không là 413 kg ha. Dòng tua là 2.500. Đó là cũng khuyết. Đây là 6 cây bét Lộc vừa tháo ra ha. Và Lộc thì đang gáp cái đồng hồ chính áp lại. Lộc sẽ kiểm tra từ cái ha. Hồi nãy Lộc nói là hai cái bị đái là chết máy, nhưng mà Lộc sẽ kiểm tra toàn bộ 6 cây này các bạn. Này chạy banh ti bơm nè. Quá nặng. Dạ, không áo nè. Cái áp nó nặng quá nè. Nè chảy cơm thân nè. Cái càng nặng là càng chảy cơm thân. Coi này nè. Chày nè là căng vậy là sẽ bị hư ti bơm và hư quét luôn, nó chảy cơm thân nè. Nó nhẹ lại á, dầu á nó đi ra đây đi hết luôn. Còn cái này á, khi mà nó kính cái đầu cuôn á, nó không chả dầu bắn vào đây được thì nó chả ở này nè. Trời, nó hồi về thì sẽ xước cái ti bét và banh luôn ti bơm. Thường là cái này là của nó cỡ nhiêu là vừa? 180 đúng cho nhà sản xuất. 180 hả? 270 là 240 nè. 240 rồi. Rồi, quá nặng. Quá nặng nè, chả cái thân. Nhưng mà bét này còn cứu là được, bét này tay nó còn kêu. Cái nào còn được thì mình xử lý thôi được. Vậy là cái dàn ti này mình có căng ở đâu chưa? Cái dàn bét này có chưa anh Trực? Có hả? Rồi đái rồi. Cái cây thứ hai các bạn. Thứ hai đái rồi các bạn. Đái đâu? Chưa có đái. Đây này đái. Đây cây này vẫn ca vẫn 200 này nhưng mà nó đái nè. Nó thấy không đái thấy không? Đó chạy khó trắng là nãy mình lên ga khó nó phanh 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 vậy đó nè. Nó đái là đốt từ sống nó không hết là khó trắng đó. Cái này chạy dày là sẽ ma quỷ đóng khó bô đó, nó đái vậy đó, nó chạy vào sống rồi. Còn máy đề lên dốc cái là bựng khó đen, lên dốc là bựng khó đen. Có nghĩa là nó chả là nó càng thiếu dầu cái máy không tăng tốc được. Rồi biết tại sao không? Dầu nó đâu qua bên đây đâu mà nó chở về dầu chả không à. Cái máy nó không đủ dầu. Nếu mà siết vô á cho dư dầu á thì cái máy lại khó đen thêm mà chạy chạy không nổi. Bận dốc về cái máy bắt đầu dên dầu ngợp cái xong rồi nó gặp dốc rồi nó sợ. Nó cái máy gặp dốc sợ là vậy không? Rồi nó chả dầu. Nè chả này nè, nè. Nó hồi vậy đó. Nè. Rồi bơm này cho nó. Nhưng mà cái này là cân và nó yêu cầu là nó mức nó còn 200. Là còn cứu được, còn mà nó tụt xuống 150 là phải thay cái bét nè. Nó cao thì cứu được ha. Đúng rồi. Nè. À đúng rồi. Đó. Đó vậy đó, dầu nè, khi mà cái máy nó nổ lên, mặc dù tại sao cân heo bét nhưng mà nó chết máy là chết chỗ này, dầu nó đâu qua được cái bét này nó hồi về đây. Cái máy mà dòng chạy điện á lên chạy. Cái máy chạy điện là đặc biệt là không cho dầu chả qua đây luôn, đi hết hoặc là giết cái đường dầu hồi luôn, là cho đi trực tiếp qua bên kia luôn hoặc là làm một cái quan xả. Là nó heo quét điện nó không hư. Thấy không? Thấy không? Nè. Chưa nhờ lại áp quá cao. Lấy cao. Cái này nếu mà chạy 3-4 tháng nữa thì banh dần heo với dần ti. Tại vì bây giờ là nó đã có cái hiện tượng là chạy nó bị phật khói đen rồi. Kiểu khói trắng từ lưa hết á. Mới có 3 cây, mới 3 cây là xuất quất hết rồi. 2 cây cao, 1 cây là bị đái. Giờ tới cây thứ 4 chứ. Okay. Cao.
quay thấy cái đồng hồ với lọc dính chỗ này nè. Rồi 200 gần 250 luôn. Quét này thì còn đẹp nè. Này chỉ hạ âm ba lại thôi. Bốn cây. Mà nó hồi về đây hết rồi, có nghĩa là máy nó sẽ chết. 3-4 tăng nó mới chạy 1 tăng. Này cây này thì lấy 230 nè. Nè thấy không? Bơm nè, mặc dù mình gặt mạnh luôn nè. Nhưng mà nó không qua dầu nè, nhưng mà nó trả này nè. Nó bây giờ là giống như mình đang chạy ở trên cái máy nè. Nè, nè thấy không? Nhìn nè, nhìn lượng dầu đây nè. Nè em lao ra thấy nè. Đó. Có nghĩa là mình tới máy đó là bung cái cốp là nó hiện liền. Đó, nhưng mà dầu nó trả về đây nó trả về kim thân hết rồi, dầu nó đâu có qua quét đâu. Này chắc nút dầu cũng khủng khiếp lắm. Cây này là ngon nhất, không trả kim thân luôn. Áp tụt xuống chậm luôn. Cây này bây giờ Lộc đang tháo cái bét ra. Sau một hồi chỉnh sửa kiểu móc thì cuối cùng thì Lộc cũng đã gáp lại ha, để xem đạt chưa. Trăm mấy? Cái này còn 145. 145 phải tụt rồi đúng không? Tụt. Rồi, Lộc sẽ tháo ra đợi lại. Còn dư chút xíu đúng không? Đúng rồi. Rồi. Chưa được nữa. Chỉnh lại xíu nữa các bạn. Còn thì nó không có một con chính xác như mình. Đây là lần thứ 3 lần lọc canh chỉnh lại ha. Sẽ đưa lên cái đồng hồ đó để mọi người coi lại cái số ký, số áp. Trời hơi gió các bạn. Đôi khi thì nó cũng hơi ồ ồ chút xíu, mọi người xem cảm với mình nha. Lấy vậy thôi. Xong. Ok. Ok, chiếc lên cái này rồi nè. Đây là cây thứ 3 Lộc đã căn chỉnh xong. Thì hồi nãy thì hai cây trước do mình đi mua đồ các bạn không có quay cho mọi người xem, là hai cây trước là những cái lò xo bị mài hết luôn á. Mình sẽ chờ cây tiếp theo để quay trực tiếp cho mọi người coi, Lộc tháo ra để coi mấy cái lò xo những cây tiếp theo nó bị mài không á. Cây số 4 hay cây số 4 Lộc sẽ tháo ra, sẽ quay cận cảnh cho mọi người coi ha. Cây này cây bên trong cái lò xo nó có hoa giống như hai cây trước. Trời gió hơi nhiều nên nó hơi đổ. Lò xo nó bị mài á. Đây là cái lò xo mà Lộc vừa tháo trong cái đầu kim phun rồi các bạn. Có hiện tượng là bị mài ha. Mà mình nhìn cái dấu mài là bằng cái miếng đá cắt mà cắt sắt á. Tại vì cái sớ thịt nó khá là dày, đi khá là thưa. Nè, đầu này không có bị mài nè. Duy như Lộc á thì căng mấy cái bét các bạn. Chỉnh bằng tay, không có cần mài, cũng không có thêm lông đền gì á, mà Lộc sẽ có một cái mẹo riêng. Rồi bây giờ Lộc sẽ tiến hành đây. Rồi bây giờ thì Lộc đang gáp vô ha. Cái vấn đề này thì mọi người thông cảm và
thiểu dùm cho anh em mình quay phim cũng như là lọc cái quá trình mà lọc xử lý cái này nè, đúng mình tạm gọi là coi như là cái cuộc sống của lọc á, cho nên là anh em mình cũng hạn chế quay, mong mọi người cũng thông cảm những vấn đề đó nha. Áp nó đủ chưa? Tay nè, dầu qua nè, ổng chảy cơm thân luôn nè, nè. Thấy chưa? Vậy nè là máy chạy không có khói nè, nè. Chính nè. Nghe cái tiếng thì cũng đã đủ khác rồi. Nè, gạt gạt nhẹ nè, vậy nó ổng hư tia bơm nghe quét ra nè. Nè. Thấy không? Giống như cân vậy đúng vậy á. Cái máy này á, nếu mà có sập cò cái là sập cò là quay lại chạy. Mình quay phim thì quay một lần cho mọi người coi, thật sự nãy giờ lọc căn chỉnh khá là lâu mỗi một cây diễn các bạn, tại vì làm bằng tay đụng tới đụng lui cũng nhiều lần lắm mới đúng ý của lọc. Lọc thì nói cái cây này là 190 mà tải là 200 mấy, khá là lâu quá, cây thứ năm rồi. Gây giờ nhẹ luôn nè, dẫn ra dầu nè, máy chơi garanti nè, vậy nó đâu gọng với xe, còn mà mình cân nặng quá ngồi trên cabin nó gần với xe lắm, mà nó sườn sắt nó kêu ghê lắm. Rồi, ok, nè, nhẹ nhàng, ta bơm, nó còn mạnh hơn nữa không? Rồi, ok, cây tiếp theo đi. Đây là cây thứ 6. Lọc gã ra cho mọi người xem lại cái số ký này. Đây là cái cây 203. Trước khi mà lọc chuẩn bị kiểm tra vệ sinh thì cho mọi người xem lại số ký. Khoan gặt lên coi chứ. Đây. 200 mấy. 203. Vô cái lò xo này vô lửa nè nó bị díu nè, đâu có chạy được. Lò xo vô lửa là nó sẽ chết. Chết lò xo. Nó không còn độ đàn hồi hết. Đúng rồi. Cái chan thép mà vô lửa là không được. Đây là cái lò xo của cái bếp thứ 6. Và lại cuối cùng lọc tháo ra thì thấy bị mài nữa các bạn. Lọc có chia sẻ là những cái bếp này mà nếu mà một là qua lửa, hai là do mài mà dặn mài nặng tay á, thì cái nhiệt độ của cái lò xo nó sẽ thay đổi nè, giống như cái nhà sản xuất người ta luyện ra cái nhiệt độ đó thì nó đủ co giãn, nếu mà nóng hơn thì cái này nó sẽ mềm hơn hoặc là chết cứng luôn ha. Rồi, lọc sẽ đưa cây cuối cùng lên căng lại cho bạn. Bây giờ
cái này là bị lò xo mài nha. Đây, sau khi hồi căn chỉnh đâu đó thì hợp lý nè. Kiểm tra. Tập số quá đẹp. Chết chưa. Về cái phần 6 cái bét ha. Lộc đã khắc phục xong các bạn ơi. Giờ Lộc đang leo trên cái đầu máy để tiến hành bắt cái tăng lại. Lộc đang dùng cây chiếc xó các bạn để đánh dấu những cái điểm tăng gì đó trên bu li của cái máy ha. Nãy giờ thì Lộc đang máy dòng kiểm tra lại, bây giờ là đánh dấu. Đây, sau khi Lộc nãy giờ lăn cái bằng phần bô ly phía trước các bạn, thì Lộc đã đánh dấu cũng như là kiểm tra lại cái chu kỳ nổ của cái máy ha. Và Lộc đã phát hiện là ba điểm gì đó. Lộc có giải thích giúp anh đi chứ anh thì không có. Cái điểm vị chích này á là để so đũa, là máy Cummins này là phải chỉnh so đũa. Máy Nhật cũng chỉnh so đũa, máy Trung Quốc cũng chỉnh so đũa. Ở đây là cuối kỳ nén và đầu kỳ nổ là để chỉnh cam cò. Ở bên góc bên đây là để chỉnh tăng của heo, nhưng mà khi tăng nó bơi về bên đây mới đúng, nhưng mà cái con heo này nó sẽ đã bị lệch tăng rồi, là gọi là bị chặt tăng. Chặt tăng là heo mình gọi đúng theo nhà sản xuất luôn là tăng nổ, là gốc nổ sớm, gốc nổ trễ đó, gọi là tăng nổ. Đây thì bây giờ là kỹ sư người ta cho phép cái máy Cummins này nổ 10 độ, nhưng mà khi bây giờ á là nó chặt nửa dấu rồi, nó còn lại có 5 độ rồi. Đây ba gạch đây, cho đúng. Nên là nó bị chặt tăng. Nếu mà đúng thì cái hiện tại cái dấu giữa là nó nằm dấu trên hay là dấu dưới nó mới đúng? Nếu mà gốc nổ thì nó phải nằm dấu này. À, như vậy là có bánh chớn phải lăn ngược dòng chảy chút xíu mới đúng. Dạ. À, thì Lộc nói cho phải có bằng chứng rõ ràng ha, tại vì bên cái catalog đây các bạn, bên thì cái này, thông số bên đây có ghi rõ ràng. Để mất công là mọi người nói là Lộc nói bóng nói gió ha, thì Lộc làm gì làm nhưng phải dựa theo cái thông số nhãn mát của nhà sản xuất đưa ra ha. Rồi bây giờ Lộc sẽ tiến hành xây chuyển cái cách nào đó để mà khắc phục lại cái tình trạng hiện tại giờ Lộc vừa nói với các bạn. Lộc đang tiến hành cạo cái phần bên đầu heo ra nha các bạn, sử dụng một cái cạo chế. Ây da, ủa gì là ra đó hả? Ra rồi, tức là cạo cái phần nhông ra. Dạ. Cái này là không có xài lau vết đúng không? Dạ. Cho nên nó rất là dễ bị xây tu. Đổ ốc nào đâu bán nữa. Bây giờ cạo này là chế. Anh cạo cái mấy cái máy Isuzu hoặc là máy Hyundai của bạn thì Lộc sẽ nhóm heo ra để chỉnh găng lại. Còn nói về dòng máy Cummins Trung Quốc này thì Lộc sẽ tháo cái nhông trực tiếp ngoài mặt này các bạn. Rồi Lộc sẽ xây cái con nhông nó lại thôi ha, rồi nhét vô lại. Mỗi một cái dòng máy thì Lộc sẽ có một cái cách gọi là sắp găng lại một cách khác nhau ha. Thì Lộc cũng đã xong về cái phần nhông hồi nãy Lộc cạo ra, hiện tại đang siết lại. Hồi sớm khi mà Lộc còn nẹt máy các bạn, thì khi mà Lộc lên hết ga thì hai cái vị trí này nè, tại vì nguyên nhân là do cái phần bô lửa rút ga không có hết, nó còn cản lại các bạn. Khi lên ga lớn là hai cái máy này là khối nó ga rất là nhiều, nó nổ chát, nó nổ chừng 3, chừng 4 các bạn. Thì sau khi Lộc cái đó xong thì sẽ tiến hành gắn 6 cái bát lại cũng như là co dầu, mấy cái cò này Lộc tháo ra để chỉnh tăng nè. Thì Lộc sẽ đề máy lại và lên ga coi là cái tình trạng nó còn không. Các bạn hãy đón xem chút xíu nữa nha. Sẵn đây thì mình xin nói luôn, hiện tại thì Lộc đã tắt nguồn điện thoại rồi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà
liên hệ để sửa máy hoặc là qua sửa xe. Qua cho coi nè, tibon mà lấy nặng quá là nó nghe mạc gì nè. Thì mọi người có thể gọi số điện thoại của mình nha. Số điện thoại của mình thì để trong cái phần giới thiệu kênh á. Chịu khó vô kênh của mình sẽ có một cái chỗ là Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại đầy đủ hết. Mọi người có thể liên hệ với mình nha. Nãy giờ lay quay thì Lộc cũng đã xong cái phần mặt trước của heo. Cái này dùng cái nắp, nó giống như một cái nắp, một cái thùng á. Nó không có xài ốc các bạn, mà dặn trực tiếp ra rồi mới dặn con ốc. Lộc thì đang gáp lại cái nắp chụp còn và sẽ tiến hành gáp lại những cái bếp. Chắc khoảng 50 phút nữa thì sẽ đề máy lên. Mọi người ráng chờ chút xíu nữa nha. Bếp này nhìn cái đầu nó nhỏ xíu không các bạn. Cái con tán mà lắc kê cái bét lại thiết kế kiểu này nhìn cái máy nó gọn hơn. Cái kiểu mà nhìn nó có một cái chân ba các bạn. Cái đó nhìn nó gồm gà, với lại là những cái kết cấu sẽ không được sát như cái này. Chút xíu nữa Lộc sẽ gác xong 6 cái, mình sẽ ra lại đây để nghe tiếng nổ ha. Rồi, bây giờ thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi các bạn. Để chuẩn bị đề lên để cho Lộc nghe lại, cũng như là mọi người, cũng như là anh chủ xe nghe lại xem là cái tình trạng bu này kia tối và tình trạng nổ lực bật đó còn không nha các bạn. Bỏ cái này bỏ dư luôn. Rồi.
đề lại hả? Anh đề nhắc đề lại giùm các bạn mọi người chú ý là cái lúc đầu video mà lúc mà máy mà làm chia sửa. Nhẹ thôi, tự có giọt không? Đúng máy đó rồi. Nhấp nhẹ thôi, tự nó giọt à. Vậy thôi mà sáng rất là nhiều luôn các bạn. Xin giới thiệu luôn các bạn, cái anh áo xanh kia là cái chủ máy của chiếc xe này hồi trước đó các bạn. Đó là anh cũng bán lại cho anh Trường là anh áo sọc. Thì cho hỏi luôn anh thấy cái tình trạng xe anh hồi trước chứ giờ nó sao rồi? Trước thì thấy nó nổ chạy thì thấy khói đó, nó hơi vậy. Bây giờ chỉnh lại thì mình thấy nó hao bốc rồi đó. Hao bốc rồi ha. Thấy lên ra thấy bao im. Giờ anh có thấy hối tiếc gì về cái xe không anh? Trước mắt thì cái tình trạng mà khi Lộc lên ga lớn mà nó bị chớp khói trắng thì Lộc đã khắc phục xong rồi. Còn cái vấn đề mà khi chạy máy mà phần bô ga khói á, thì hiện tại Lộc đang tiến hành gáp cái phần combo lửa lại và sau đó sẽ đề lại một lần nữa, dẫn lên ga nẹt ga lớn để cho anh chủ xe anh Trường coi lại ha, cũng như mình quay lại gửi đến mọi người xem là sau khi mà Lộc chỉnh sửa là cải thiện được bao nhiêu phần trăm nha các bạn. Giờ thì cũng khá là chiều rồi. Bây giờ Lộc đã gáp cái bô lửa xong rồi ha, sẽ để lại cho mọi người xem tình trạng khói. Wow, nhạy quá, hơn sáng biết nhiều rồi. Hài lòng chưa anh? Là vấn đề đã được giải quyết nữa ha. Hết tối rồi, ok. Hôm nay thì anh được thấy tận mắt rồi ha. Cho có chỗ quay mà.
hồi sớm thì mọi người coi cái lúc mà Lộc chưa chỉnh, khi mà lên ga hết ga chưa tháo bô thì khói đen nó ra rất là nhiều, mà tháo bô ga thì chỗ này thì nó lại phật khói, mà bây giờ Lộc chỉnh xong rồi thì hai cái hiện tượng nó hầu như đã hết rồi, cho nên là bây giờ gáp phần trục bô lại đề lên chạy một lần nữa, cũng như là cho anh chủ xe ảnh chạy đi một đoạn xem là ảnh đánh giá như thế nào, coi cái máy nó còn yếu, cũng như là tình trạng mà lên dốc, gọi là hồi sớm anh nói lên dốc là bị cái gì, bị bựa các bạn, bị đuối á. Chút mà chạy thử không ta? Rồi, thử gì đó, thử đi. Thử nhiều rồi gắn rồi. Khỏi đó còn. Nó chạy cũng được 2 theo 2 tắc. Vì bạn tài xế hạ biên xuống mà chạy thử một cái về cho mình xin cảm nhận đây. Giờ anh sẽ hạ cái cabin xuống để chạy thử thôi các bạn. Lộc thì mới lạch xong rồi nghỉ mệt, không biết là anh Trường chạy hay là con trai của anh Trường chạy đây. Xong rồi, để một chút xíu nữa là anh chạy về xem là cái cảm giác anh như thế nào ha. Khoảng 5 phút thì anh đã quay trở lại các bạn, không biết là trải nghiệm sau khi Lộc chỉnh sửa là như thế nào đây. Anh sẽ đậu bên kia luôn rồi ha, tại vì cái lộ này nhỏ các bạn, không có chỗ quay đầu lại đây. Sao rồi anh Trường? Ok hả? Anh thấy cái lên dốc cầu đó thấy sao? Xem màu con. Rồi đó. Rồi để ý là cái khẩu sao có tối gì không anh? Có nha, mày để ý. Có để ý, có tối không anh? Sao? Tưởng đâu. Ta điểm làm ở đây. Rồi, vậy là hôm nay mà nếu mà chấm điểm là chấm được bao nhiêu điểm? 10 điểm. 10 điểm mà tình trạng xe của anh hiện tại là khắc phục được khoảng bao nhiêu phần trăm? 99% luôn. 99% luôn ha. Rồi, em cảm ơn anh đã tin tưởng Lộc. Hôm nay thì toàn bộ cái quá trình của Lộc máy cổ sửa sửa một chiếc xe đồng fan 10 tấn các bạn, thì cũng như chắc các chiếc xe trước thôi, thì chiếc nào thì Lộc chỉnh sửa thì cũng mình phải nói, mình công nhận, mình tự khen cho Lộc luôn là với một cái tài năng sửa máy như vậy á, là rất là giúp cho những anh tài xế cũng như chủ xe rất là vui, không phải tốn một cái chi phí nào đó cực kỳ là nhiều, nhưng mà mang lại một cái cảm giác rất là yên tâm cho chủ xe ha. Tại vì khi mà người ta đã tin tưởng, sẵn sàng chờ đợi Lộc tầm 1 tháng, 2 tháng, nhưng mà sau khi Lộc chỉnh sửa, phải nói là cực kỳ là vui. Và cái video hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh của mình.